lại quay trở lại cái hầm ở Tân Thạnh mình đánh tiếp nha các bạn. Thì hầm này người ta quen gọi đây là hầm Nghĩa Địa ha. Vừa rồi anh em mình cũng chiến đấu ở cái hầm này, lên con cá nhỏ nhất thì cũng 6 kg, cá to thì cũng mười mấy ký các bạn. Mến chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nha. Hiện tại bây giờ là 16 giờ các bạn ơi, mình cũng vừa mới đến hầm. Hôm nay mình đi có một người bạn ha, cháu mình đi theo đang ngồi ở góc nào đó đang ra cạnh. Còn phía đầu trên thì cũng có vài anh em đang đánh ở phía đầu trên chòi, trên chòi trên kia ha, chỗ cái chòi trên hôm đó mình đánh trên đó đó. Nhưng mà nay anh em ngồi rồi thì mình không lên đó, mình đánh đây nha các bạn. Giờ đồ đạc các thứ thì mình xuống đây rồi, nhưng chưa có ra cần nha các bạn, mình chưa ra cần, mới vừa mang đồ xuống thôi. Đi câu lý tưởng lắm các bạn, cá thì khỏi phải bàn rồi ha. Như chuyến vừa rồi mình đi với bạn Lâm Củ Chi thì hai anh em đánh ở cái góc này cũng được hơn 100 kg các bạn. Mình có lên video rồi các bạn xem á. Cháu nó đang ra cạch ha, đang ra cạch. Mình thì chưa có gì hết, mới chuẩn bị đó. Mình quay view lại cho các bạn xem, xong mình lại mình ra cạch nha các bạn. Rồi, các bạn theo dõi anh em mình chiến đấu hôm nay ha. Ủa con bỏ chị đi con, đừng đánh chị. Đây này quăng xa đấy chị, không của chị. Chưa đánh chị lúc ngồi mới đánh tái giờ lắm. Rồi thôi để mình lại mình chuẩn bị ra cần nha các bạn, còn trụng mồi nữa. Rồi, các bạn theo dõi anh em mình chiến đấu hôm nay ha. Bắt đầu, mời các bạn. Ra cạn đây. Qua wow, trời quá đó cái dàn cạn. Mưa nữa rồi anh em ơi. Ông Bảy ông làm gì ông mẹ mẹ cái góc này không à? Ông ông chờ ụt đợn ra ông đánh. Con ụt đó bự lắm. Thì hồ cá mênh mông cứ mẹ góc này chờ nó ụt người đánh. Ừ. Nó không ụt ổng nó đi vắng nhà rồi. Đánh đâu ăn. Ông trong cái góc này ông mẹ nó mà. Hả cá con bên cần chào quá trời các bạn ơi. Quá tí rồi. Hả? Coi chừng nó chạy vô. Quay đi, quay đi, quay vài cái đóng. Ôi. Thầy không có sao bên con thấy không, em nói coi chừng chạy vô mà. Mắt giỏng
vọng dữ. Nó tiếp tục nữa bạn. 8 kg. Chúng ông thầy ơi, không có giỡn cái nha, không được đâu. Tôi nghe đủ quá không? Mệt chết mẹ, đang ngồi với mệt chảnh. Tiếp tục các bạn. Liên tục Hugo luôn. Rồi. Ông đâu nữa ông già. Bạn đuôi nó hết biết rồi. Bên cá hả? Báo cáo buổi trưa. Rồi. Cá ăn dính vô cây nha bạn. Thầy nữa. Tắm không? Hôm nay chưa tắm. Tắm cái gì nó để zin về cho nó zin. Thầy lấy cục dây kìa. Không, dây đó kìa kìa. Thấy nó chưa?
căng. Rồi. Qua kinh điển nghe các bạn, thầy ông lội luôn với ông lặn ông bắt cá luôn nghe các bạn. Bắt máy hả? Thầy cũng đưa cá lên bờ hoàn thành công đó các bạn. Chín con dây kia vô luôn rồi. Ừ, cỡ đi. Ai? Quá đẹp, thầy ơi. Thầy ơi, rung cột cứng ngắc. Rồi. Cho vô này luôn thầy. Hay quá thầy ơi. Khoa thầy treo. Xuống sông là chỉ có nước chơi chiều này thôi. Hay quá thầy ơi. Rồi. Tắt đây. Trời chỉ mưa quá mưa rồi anh em ơi. Nó lớn thật mà nó ăn lai rai nha, nó chậm ăn nha. Tiếng thì tiếng thì cũng lên đường con ha. Tổng cộng từ chiều hôm qua tới giờ này là 10 giờ sáng hôm nay là được 5 con ha. Là hàng là từ 6 kg cho đến 13 kg. Cá tiếp cho Lâm Củ Chi. Tiếp tục có cá cho Lâm Củ Chi. Quá trời rồi. Bảo anh em ơi, bảo rồi. Bảo cá luôn. Tiếp tục lên cá anh em ơi. Nhiều ha. Nhỏ nha anh em, cặp mé lục bình này mình quýnh thôi. Tiếp tục câu cá đêm khuya cho anh Lâm Củ Chi luôn. Quá cỡ rồi. Lo gì nó dầm vô. Lên hàng anh em ơi. Cá này đèn mùng mà.
5 kg. Chúc mừng Lâm. Đến hàng nữa. Con này không hơn chục. Cá này mà. Cá này phải chạy vậy. Đã cá ăn đi. Xúc giò đau quá trời đau. Hãy lên cát nha bạn. Ôi, nó gãy dữ rồi. Trở lại cưng. Còn dính gì vậy? Cái cây. Mất cái cây rồi. Giải cứu rồi. Giải cứu rồi. À, ra quá trời mấy bệnh. Cái lưới ông nội ơi. Mày cầm tao coi. Đi đi rồi vô sách con lấy cái kèm cho gấp cho. Đi đi rồi vô sách lấy cái kèm cho gấp cho. Mày biết bọn mày biết bò cá không à? Bởi nó ra nó quảng dữ vậy trời. Cá nằm ngoài kia mình sắp. Từ 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 từ. Lạc ơi.
Lâm ơi, em đi đặng em lấy con dây anh đây. Ừ. Trời ơi, dây nó mục. Dây em để ở đâu? Cùng dây. Cột ở trên cái cây dựng đứng á. Cước nãy nãy còn ra bê gói vô rồi. Quấn vô không ra nữa đâu. Cục đôi à? Ra rồi đó. Ra được. Ra cái gì vậy? Ra mà ra. Nó quấn luôn rồi. Cái gì cái gì ngủ quá vô cửa luôn kẹp cỡ đó mà không giọt nữa thôi à đứt lưỡi luôn. Thật biết con cá mồi cục đôi rộng không gì quấn cái đầu dây kia cho chết dây nó mới được. Đi luôn nha các bạn. Xuống nó mắc vô cây, lặn xuống cột đuôi kéo đứt lưỡi. Ngoái cọng dây. Ai. Chúc mừng ca sĩ. Rồi. Quá đã. Rồi. Quá phê bạn ơi. Quá trời gió luôn rồi.
Ui, kiếm gì vậy? Hai ba cái lận là...